Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đánh máy bay B-52 của Mỹ leo thang ném bom phá hoại Hà Nội và miền Bắc đã chính thức kết thúc và đi vào lịch sử. Chiến thắng không chỉ tạo ra mốc son chói lọi của quân và dân ta, mà còn buộc đế quốc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam cuối tháng 3 năm 1973. Quân đội Mỹ và chư hầu phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trong chiến thắng hào hùng ấy, có sự góp sức to lớn của quân và dân Hưng Yên. Hưng Yên là một trong những địa phương được xem là có vị trí thuận lợi để bảo vệ thủ đô Hà Nội. Ngoài những trận địa tên lửa của quân chủng phòng không, không quân ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, trận địa trên địa bàn xã Đào Dương, huyện Ân Thi, phố Nối, thị xã Mỹ Hào. Thời điểm ấy, trên địa bàn còn thiết lập thêm nhiều trận địa pháo phòng không, súng bắn tầm thấp nhằm tiêu diệt máy bay tiêm kích tầm thấp. Với khẩu hiệu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, bất chấp nguy hiểm, gian khổ, không kể gái trai, già trẻ, tất cả đều hăng hái tham gia chiến dịch. Tiếp tế rồi với này giúp đỡ cho anh em vào trong làng ở, mà ở đây là có 6 cái mẹ này. 14 ụ súng, coi như là bộ binh, súng đại liên. Theo phương án tác chiến của trên giao thì dùng súng bộ binh để phối hợp chống địch vào phía Nam Hà Nội. Vì địch sử dụng máy bay tầm thấp, cứ máy bay bay thấp mà nghe đúng tầm là chúng tôi bắn. Các vị trí đặt súng có 3 trung đội thay nhau trực, bắn máy bay tiêm kích. Chúng tôi là đang ở ổ súng thì thấy máy bay to lắm, to phải to bằng cái nhà ấy. Tôi đã giật mình, tôi bảo sao lại to thế, như là nó chùm xuống đầu. Qua khỏi cái đợt đi một cái xong là lại trở lại bình thường, thì là từ bấy giờ là giữ vững, coi như bình tĩnh, không có sợ được gì cả. Nó ý nghĩ gì đấy thì gì nữa mà. Trong thời điểm ấy, có nhiều cán bộ chiến sĩ là người con Hưng Yên đang tại ngũ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc tại các trận địa tên lửa của các đơn vị chủ lực thuộc binh chủng phòng không không quân. Có người sau này đã trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội, điển hình như Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Việt, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân. Đại tá Trần Mỹ Nguyên là chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân. Có người sau chiến tranh đã trở về phục vụ quê hương và trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh như ông Bùi Quang Huy, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. Ở cương vị nào, những người lính năm xưa cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến quyết thắng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng đơn vị chúng tôi là đánh rơi 42, có 2 chiếc rơi tại chỗ. Tôi nhớ nhất mà cái đêm tôi chỉ huy chiến đấu là chính buổi sáng ngày 21, thì tôi đã cùng với đơn vị chỉ trong 10 phút bằng 2 quả đạn tên lửa tôi đã đánh rơi 2 máy bay B-52. Trong đó có một chiếc rơi tại chỗ. Thì lúc đó chúng tôi dẫn đường cho không quân bay sát vào với máy bay tiêm kích, vì nó đánh là đánh ban đêm, cho nên bay sát vào máy bay của địch. Thì như ông Phạm Tuân bắn một phát đầu tiên là chưa trúng, phát thứ hai là bắt đầu trúng, máy bay B-52 là rơi ở Phú Thọ. Trung đoàn đã đóng ở Đại Kim, chúng tôi thì ngay đơn vị đóng thì cũng là những mục tiêu của máy bay Mỹ rồi. Thế rồi lại mình lại còn đi làm cái nhiệm vụ đảm bảo và kỹ thuật cho đơn vị là sẵn sàng chiến đấu nữa. Giữa sống và chết thì nó cận kề với nhau. Nhưng mà cái khí thế của toàn dân thì lúc những cái người chiến sĩ lúc đó phải anh dũng và kiên cường. Kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm, 34 máy bay B-52 của Mỹ bị tiêu diệt. Riêng quân dân Hưng Yên bắn hạ một máy bay B-52, bắt sống 5 tên giặc lái, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972.